Thanh Tùng kính lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến với tiết mục hỏi đáp về thuế với chuyên viên thuế vụ Hằng Lê. Chào Hằng Lê. Dạ, trước tiên Hằng Lê xin kính chào khán giả của Net Việt TV. Kính chào Thanh Tùng. Rồi, bây giờ tới ngày hôm nay là buổi talk show cuối cùng. Buổi talk show cuối cùng về thuế với Hằng Lê, bởi vì hết mùa thuế rồi. Tới hôm nay mà quý vị xem tiết mục này là mình coi như xong. Mùa thuế xong, bữa Hằng Lê nói rằng là kết thúc ngày 17 tháng 5, thứ hai, 17 tháng 5 là kết thúc mùa thuế. Bây giờ trước khi kết thúc mùa thuế vẫn còn rất nhiều các câu hỏi còn sót lại. Thí dụ là tại sao tôi khai thuế từ đầu tháng 3? Tại sao tới bây giờ đó là gần hết mùa thuế, là gần giữa tháng 5 rồi, vẫn chưa có tiền bồi hoàn thuế, vẫn chưa nhận được tax refund? Dạ thưa anh, thứ nhất á, là sở thuế họ làm rất là chậm bây giờ. Họ làm rất là chậm. Thường thường khách của em sẽ nói, nếu mà không phải là, nếu mà là khách của em thì họ không có hỏi vậy đâu. Tại vì khi mà em giao hồ sơ thuế ra thì em nói là quý vị expect là từ 10 tới 12 tuần thì quý vị mới được nhận thuế. Còn nếu mà trước 10 tới 12 tuần quý vị đừng có gọi văn phòng. Tại vì khi mà quý vị nhận được California rồi, có nghĩa là cái thuế của quý vị ok. Quý vị không có bị problem gì với lại federal hết. Khi nào quý vị không nhận được California thì có nghĩa là quý vị mới có problem với lại federal. Thì khi mà như vậy á, thì khách em họ sẽ không có, họ rất là ngoan, họ biết. Với lại bây giờ họ cũng những người họ đã experience là năm ngoái họ chậm như thế nào rồi, thì năm ngoái đã chậm rồi thì năm nay còn chậm hơn. Tại vì sở thuế họ làm rất là nhiều thứ anh. Stimulus là 600, 1.400, rồi chuẩn bị làm cho những cái chương trình mà cho con nhỏ 600 nữa, rồi trả lại tiền 10.200 nữa. Những người mà không có làm amend return hay là họ làm rất là nhiều thứ. Một bây giờ em nói chuyện với lại cái cô, một em quen một cái cô auditor ở bên ở sở thuế IS 55 sao mắc kẹt á, em nói chuyện với chị nói bây giờ mày biết là làm luôn collector luôn. Auditor mà bây giờ phải làm luôn collector của sở thuế luôn. Có nghĩa là một người làm 3-4 công việc mà salary, tại vì sở thuế là salary mà all the same, vẫn giữ như vậy. Nên quý vị thông cảm dùm trong cái đại dịch này ha. Năm sau tất cả trở lại bình thường thì mình lại trở lại bình thường thôi. Chịu khó chờ. Khai thuế bình thường nguyên thủy là đã phải chờ rồi, chờ lâu hơn. Bình thường đó, mỗi năm là khoảng sau 3 tuần quý vị khai thuế. Sau 3 tuần trung bình là quý vị sẽ nhận được tiền bồi hoàn thuế, tax refund. Nhưng mà từ 2020 bắt đầu vô đại dịch tới năm 2021, chuyện đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Không có cách nào mà sau 3 tuần mới quý vị có tiền bồi hoàn thuế được hết trơn. Tại vì như cô Hằng Lê nói, mùa thuế thì sở thuế họ đóng cửa cái trung tâm khai thuế của họ, nhân viên về nhà làm việc hết. Đúng rồi. Đó. Rồi chưa kể là gì, quý vị chưa kể là thêm công việc cho họ, rồi gì nữa, nhân viên bị cắt bớt 1/3, rồi thêm gì nữa, ngân sách bị cắt 20%, rất nhiều thứ xảy ra. Nên quý vị mình hiểu, bây giờ hồ sơ khai thuế là đã chậm rồi, amended tax refund chắc chắn sẽ còn chờ lâu hơn. Đúng rồi, theo Huy nói với em á là từ 10 tới 12 tháng anh. Oh wow, phần amended trước nha quý vị, ai amended nha, kỹ nha. 10 tới 12 tháng là estimate đó quý vị, estimate. Rồi, bây giờ có một số quý đồng hương của mình không nhiều đâu nhưng vẫn còn cứ dậm chân kêu trời. Cho tới giờ này tôi vẫn chưa nhận được 1.200 đợt đầu, tôi chưa nhận được 600 đợt 2, giờ tôi vẫn chưa nhận được 1.400 đợt 3. Tôi phải làm gì đây hả trời? Hả cô Hằng Lê? Dạ, làm thuế thì mình không có đi làm thì mình chỉ có để tên mình, địa chỉ mình, số xã hội mình, birthday của mình, rồi mình nói với người làm thuế đó là ok, tôi chưa nhận được cái chương trình nào, thì người ta sẽ tự người ta làm, xong rồi người ta sẽ gửi cho quý vị, thì từ từ tiền nó vô thôi. Làm thôi, giờ cỡ nếu mà quý vị muốn tiền direct deposit như cái nhà băng này thôi, ta làm. Chứ mà quý vị cứ ngồi đó rồi quý vị bắt người sở thuế phải theo quý vị, không, sở thuế không theo quý vị phải theo sở thuế, chứ sở thuế không có rảnh để người ta đi kiếm quý vị, người ta đưa tiền. Thì trong trường hợp này là sở thuế đi kiếm quý vị nè. Tại vì bình thường quý vị là những người không có khai thuế. Thế rồi thí dụ như các bác SSA, SSI, hoặc là những người thu nhập thấp, tức là dưới khoảng 14.000, khoảng bao nhiêu đó, mình không cần khai thuế. Quý vị không khai thuế sao sở thuế biết quý vị ở đâu, đúng người ta gửi tiền. Cho nên đây là lúc sở thuế tìm quý vị, giờ quý vị trả lời lại bằng cách đây, tôi đi khai thuế để báo cho sở thuế rằng mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Thì quý vị phải báo người ta biết mình đâu, người ta mới đưa tiền chứ. Bây giờ quý vị không chịu khai thuế, quý vị đòi phải có 600.000, 2.400 ở đâu ra, quý vị cãi,
nhiều quý chị khách no, người ta nói với tôi mấy người khai thuế này, Thanh Tùng nghe các bác trả lời Thanh Tùng nha, mấy người khai thuế nói với tôi rằng là bác ơi bác không cần khai thuế đâu, cho nên tôi đâu có cần khai thuế. Đúng, trường hợp của các bác là không cần khai thuế, nhưng vì các bác cần phải lấy cái tiền 1.200, 1.600 với 1.400 nên các bác nên khai thuế để lấy lại tiền. Mình không cần nhưng mình nên làm để lấy lại tiền. Đúng rồi. Để cho rõ ha. Rồi bây giờ có trường hợp của một bác SSI, bác được nhận tiền SSI và bác hỏi rằng là bác có đủ điều kiện để nhận được 600 của California tiền hỗ trợ không? Dạ được anh Thanh Tùng. SSI họ đang chuẩn, họ đã gửi ra những cái lá thư là báo cho quý vị được là quý vị sẽ được 600 đồng nếu mà quý vị thuộc cái diện SSI. Dạ, được rồi. Các bác có cần phải làm đơn từ, phải làm cái gì đó để nhận được 600 không? Dạ không anh, em có khách á, bác đó là SSI, bác khai thuế em. Bác là SSI mà bác gái thì không có SSI. Thì bác nói là tôi đã nhận được cái sự... tôi đã nhận được cái lá thư của SSI Department nói cho tôi là tôi sẽ nhận được 600 đồng rồi, thì không, mình không cần phải làm gì hết anh. Tức là các bác SSI, các bác ơi không cần khai thuế, riêng cái vụ 600 này nè. Điểm vụ 600 này các bác không cần khai thuế, không cần điền đơn gì cả, nhưng các bác vẫn thắc mắc nếu mà không khai thuế, không điền đơn gì thì làm sao Cali biết tôi là ai mà gửi tiền cho tôi? Dạ biết, tại vì Cali nói là nếu mà quý vị làm diện được SSI là quý vị tự động có, thì họ sẽ tự động kiếm quý vị, tại vì quý vị đã trong danh sách của họ rồi. Có chừng nào thì các bác nhận được tiền? Em nghĩ chắc sớm anh Tùng hả? Chắc cuối tháng này họ đã nhận được. Em nói lần đã có bác đã nhận được, hồi sáng em làm là có nhận bác được rồi đó. Tức là em mới nhận được thư thôi. Dạ mới nhận được. Tức là SSI sẽ gửi thư cho các bác trước. Dạ, thông báo các bác đủ điều kiện để nhận. Dạ. Và rồi có lẽ sau đó chờ thêm ít thời gian nữa thì tiền mới về. Dạ, là SSI đưa thẳng chứ không phải là phân cho tác đưa thẳng nha. Dạ, là SSI gửi. Cái là các bác nhận được tiền SSI bằng cách nào hàng tháng thì giờ có thể người ta đi theo vậy. Dạ, đúng rồi. 600 đúng theo rồi, vậy. Dạ, rồi các bác yên tâm nha. Dạ. Các bác yên tâm nha. Rồi, bây giờ đó, mình chỉ còn lại có ít phút cho buổi talk show ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là cái talk show cuối cùng với cô Hằng Lê chuyên về thuế. Thanh Tùng muốn nhờ Hằng Lê xác nhận với bà con của mình là mặc dù mùa thuế kết thúc nhưng văn phòng thuế thì vẫn mở cửa đúng không? Dạ đúng rồi anh Thanh Tùng. Bây giờ chỉ còn có khoảng 10 ngày nữa là khi mà cái talk show này ra cũng là cái mà gần sắp kết thúc mùa thuế rồi. Thì văn phòng em cũng đại diện văn phòng và những nhân viên cũng cảm ơn quý thính giả, quý thân chủ đã ủng hộ văn phòng, đặc biệt là cảm ơn Thanh Sơn, cảm ơn Thanh Tùng rất là nhiều, cảm ơn Net Việt TV, cảm ơn Hot News với lão của anh Thanh Tùng đã cho em cơ hội được giúp đỡ, được đem một cái phần nhỏ của em để tới cho cộng đồng Việt Nam của mình, đặc biệt là những người thân chủ của em. Rất là cảm ơn. Nếu mà không có anh Thanh Sơn, không có anh Thanh Tùng, không có Hằng Lê ngày hôm nay, sẵn đây em cũng cảm ơn ông bà, ba mẹ anh Thanh Sơn, rất là thương đã cho em những cái gì. Tại vì em thật nhiều lúc ông bà nấu cho em một cái này, cho một cái ly nước, rất là cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và cảm ơn quý thân chủ đã tin tưởng văn phòng, để đem cho Hằng cơ hội giúp làm thuế cho quý vị. Không, Hằng không biết nói gì nhiều, rất là cảm ơn rất rất là nhiều. Để có ngày hôm nay, để có một cái văn phòng như vậy, Hằng Lê cũng đã trải qua rất là cay đắng cuộc đời, gọi là rất là cay đắng, đã những giọt nước mắt đã nó suốt, đã khóc rất là nhiều, mệt mỏi, có những lúc mà muốn bỏ nghề, có những lúc mà muốn give up, nhưng mà vì cái sự động viên của anh Thanh Tùng, vì cái sự động viên của anh Thanh Sơn, vì cái sự động viên của luật sư Andrew Huy Lã, luật sư Bảo Quân Phạm, mà để có một cái văn phòng mà gọi vững như ngày hôm nay, rất là vững. Thì cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn rất rất nhiều luôn. Đặc biệt là cảm ơn cái dàn thuế, dàn nhân viên năm nay. Một năm mà Hằng làm thuế mà Hằng không có stress out về nhân viên, thật sự là như vậy, cảm ơn mấy em rất nhiều. Cảm ơn dàn nhân viên của Chairman Tắc rất nhiều. Sẵn em nhắc tới nhân viên, em nói là em có cần tuyển thêm nhân viên. Dạ có, nếu mà quý vị thích làm về thuế mà học, Hằng sẽ dạy hết.
Vì cái văn phòng sẽ expand ra rất là lớn nên Hằng sẽ cần thêm nhân viên part time, full time cũng được, nhưng mà khi mà quý vị làm với em rồi quý vị sẽ biết em như thế nào. Mình hết mùa thuế rồi tại sao vẫn cần nhân viên? Tại vì văn phòng em sẽ mở lớn hơn về cả về về Tài thuế, chánh, anh tài các chính dịch vụ luôn. liên quan tới tài Dạ đúng chánh, rồi. không không phải chỉ riêng mùa thuế mà mở cửa quanh năm, cho nên đó lý do cần thêm nhân viên. Những quý vị nào mà muốn về làm việc với trung tâm, thí dụ Hằng Lê, thứ nhất là để học thêm kinh nghiệm, Hằng Lê không giấu nghề, giả nghề hết. Thứ ba, lương không hề thấp, lương rất là khá, cuối năm còn có bonus nữa, có cơ hội để thăng tiến. Đúng rồi Ừ. anh Sơn, anh Cho Tùng. nên quý vị liên lạc với trung tâm thí dụ Hằng Lê nha quý vị. Quý vị nào mà đã là thân chủ của Hằng Lê thì quý vị yên tâm, mùa thuế hết, trung tâm thí dụ Hằng Lê vẫn tiếp tục mở cửa quanh năm, mình Đúng không rồi. đóng cửa một ngày nào hết. Thì điều thứ nhất. Điều thứ nhì, quý vị cần giúp đỡ cứ gọi về trung tâm thí dụ Hằng Lê. Ai muốn thử việc hay làm việc ở trung tâm thí dụ Hằng Lê, địa chỉ số điện thoại đang hiện trên màn hình. Rất cảm ơn Hằng Lê, rất cảm ơn Hằng Lê nhiều lắm. Chúc em thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi phải Em không? cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn anh Thanh Tùng rất nhiều ạ. Ừ. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở một tiết mục khác lần tới.